Em xin được chào toàn thể quý khách hàng. Hôm nay em gửi tới các bác một mẫu xe mang tên là Toyota Coronatis. Chiếc xe còn khá là long lanh, với lớp sơn là màu đỏ xịn nguyên. Được sản xuất năm 2002 và máy 1.8 bản đủ các bác nhá. Chiếc xe được sử dụng ít, cho nên là chất xe của nó vẫn còn rất là đẹp. Đã lên màn hình Android rất là lớn rồi. Đấy, cái đây các bác xem. Vô lăng 4 chấu và xung quanh cái phần vô lăng của xe, những cái phần sần của vô lăng rất là đẹp này. Đúng không ạ? Bản số sàn máy 1.8 các bác nhá, bản đủ đấy ạ. Điều hòa auto tự động. Đấy, túi khí. Gương kính điều chỉnh điện nguyên bản. Na răng đúc đầy đủ hết rồi. Chiếc xe cứng đẹp đến mức độ đâu thì em mời các bác xem video nhé. Em mời các bác xem trong video này. Đấy, nội ngoại thất của xe rất là sáng và rất là tươi. Với tầm giá loanh quanh trên dưới 200 triệu thì các bác đã mua được cái mẫu xe này về dùng rồi. Các bác đang có cái tầm tiền mà trên dưới 200 triệu, các bác chưa có xe để mua, các bác chưa tìm được xe nào để mình lựa chọn, thì các bác hãy xem video này và cảm nhận về chất lượng của xe. Các bác đã từng đi dòng này rồi thì các bác cũng biết được cái độ lành và độ bền của nó, đúng không ạ? Và độ chắc chắn của dòng xe Toyota Corolla này, Corolla tít là như thế nào nhá, các bác cũng sẽ cảm nhận được rồi, đúng không ạ? Bác nào đã từng dùng các bác cũng sẽ cảm nhận được về chất lượng của nó thôi. Xe với lớp sơn màu đỏ nguyên bản các bác nhá, chứ không phải là màu đỏ từ màu đổi từ màu khác sang màu đỏ đâu, mà nó là màu đỏ nguyên bản đấy ạ. Đăng kiểm tháng 11 năm 2021. Đăng kiểm rất là dài. Đây là phần đằng sau của chiếc xe. Và cũng giới thiệu trên đây luôn với các bác là hiện tại bên em đang có 3 con như thế này, một con màu đen, một con màu đỏ và một con màu trắng nhá. Đấy, 3 màu cho các bác chọn. Dòng này thì tuy rằng đời hơi thấp, thế nhưng mà về chất lượng của những cái dòng này thì các bác mình yên tâm khi sử dụng. Nó cực bền luôn, cực lành luôn. Trước này máy số của xe hiện tại là vẫn còn zin. Keo chỉ của xe vẫn còn zin các bác nhá. Chưa làm lại. Và biển 99 Bắc Linh, nhưng mà gốc của nó thì lại gốc ở trên Hà Nội các bác nhá. Có nghĩa là chủ trước ở Hà Nội đấy ạ, và chủ sau thì ở Bắc Linh. Đấy, bác nào mà mua về Bắc Linh thì rất là ok, Hà Nội thì cũng rất là ok. Bắc Linh thì để nguyên biển và Hà Nội thì không mất tiền biển, đúng không ạ? Ở bây giờ em sẽ quay chi tiết phần nội thất cho các bác mình xem đây ạ. Các bác thấy chiếc xe đẹp. Đấy, thấy những chiếc xe ô tô bên em phù hợp với các bác để các bác lựa chọn thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh nhá. Nhấn đăng ký theo dõi, bấm thêm hình quả chuông bên cạnh để được thông báo mọi ngày những chiếc xe bên em đăng lên, các bác sẽ được nhận ngay. Đấy, gương kính của xe điều chỉnh điện là nguyên bản nguyên zin theo xe các bác nhá. Đấy, phần tắp đi, tắp lô của xe được thiết kế bằng chất liệu da, bằng chất liệu da xịn. Đấy, các bác thấy này đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đấy, lòng trong đây, lòng trong hiện tại là vẫn là sơn zin các bác nhá. Đấy, thân vỏ cực đẹp, nội thất rất tươi, nội thất của xe rất là sáng. Đấy, các bác xem những cái vị trí lòng trong này. Đấy, chốt bốc khóa của xe rất đẹp này, ghế da xịn các bác nhá. Đấy, ghế da xịn, nội thất được thiết kế là hai màu, màu xám và màu đen. Đấy, phần tắp lô cho đến phần tắp ni cửa của xe là bằng chất liệu da các bác nhá. Đấy, gương điều chỉnh hoàn toàn bằng điện. Tất cả chức năng của xe đang hoạt động bình thường nhá. Đây, vô lăng em quay lại cho các bác xem. Đấy, phần tắp lô đẹp chưa? Âm thanh cực đỉnh luôn. Âm thanh nghe cực hay nhá. Sàn bọc da rồi. Trần của xe thì vẫn là trần nỉ nguyên bản theo xe từ lúc mới này. Đấy, vẫn còn căng, không bị trùng. Tất cả mọi chi tiết từng phần của xe một thì sẽ được em quay trong video này tầm khoảng hơn chục phút đồng hồ.
các bác xem ủng hộ em bằng cách nhấn like và chia sẻ em với nhá. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Chia sẻ các bác cũng không mất gì cả, nhưng mà cũng là một cách để ủng hộ em. Trong video thì em sẽ quay sát như này cho các bác xem này. Một số những cái vị trí như này thì cũng đã được thêm những cái gân màu đỏ này. Còn chỗ này cũng đã được dán đề can nhé. Đây, nội thất sáng sạch sẽ. Đây, phía sau đây ạ. Đây, sàn đây. Em cũng mới về một con Atit form mới đời cao nữa, đời 2010, form mới, form 2011 đấy ạ. Đấy, cũng mới về xong nhá. Còn rất là nhiều những dòng xe khác nữa. Dòng này thì phanh ABS 4 bánh rồi. Đây có cam lùi này. Với cái biển 99 này thì bên em có hỗ trợ sang tên đổi chủ cho các bác mình bất cứ đâu trên toàn quốc luôn, bất cứ tỉnh thành nào nhá. Đợt dịch bệnh này bên em có chương trình ship xe, mang xe, giao xe tới tận nơi, tới tại chỗ. Các bác cứ bảo là đấy, đánh xe lên đây cho anh xem. Đấy, các bác cứ chỉ chỗ cho em thì em sẽ cho người đánh xe tận nơi cho các bác xem nhá. Xem được thì các bác lấy. Đấy, lòng trong đây. Các bác xem đồ nhựa này. Đấy, đồ nhựa của nó này. Quá đẹp đúng không ạ? Phần táp ly cánh cửa này. Quay như kiểu các bác nhìn trực tiếp luôn. Đấy. Xe đẹp chưa? Thân vỏ dòng này nó rất là dày các bác nhá. Dòng Atit này thân vỏ rất là dày. Và cái phần tôn thép của nó thiết kế cũng rất là chắc chắn. Rất khó để han mục mọt các bác nhá, riêng cái dòng xe Atit. Tất cả những vị trí côn số lái của xe thì rất là nhẹ nhàng. Máy số thì đại chất luôn. Đây. Điều hòa của xe khác biệt so với những cái bản máy 1.3 rồi, đúng không ạ? Âm thanh nghe rất là hay, màn hình rất là nhạy, rất là sắc nét, cam lùi sắc nét các bác nhá. Có cả cam hành trình nữa luôn nhá. Đây chính là cái vị trí cam hành trình như này. Đây, em đang sờ vào này. Chiếc này em mua của chính chủ luôn. Cho nên là anh này cũng đầu tư khá là nhiều vào xe. Đầu tư về gầm bệ này, rồi những cái gì mà nó hơi kém này cái thay luôn. Đấy, cho nên là giờ xe đi rất là chắc các bác nhá. Đi cực chắc luôn. Đấy, nội thất đồ nhựa, đồ da vào xe đây. Rất đẹp đúng không ạ? Rồi tiếp tục mời các bác cùng xem. Xe cũ quan trọng là chất lượng đúng không ạ? Chứ nhiều con em thấy một số những cái dòng Hàn Quốc đấy ạ. Thì không phải là chê, nhưng mà thiết kế tuy rằng là mẫu mã rất là đẹp, nhưng mà nó không được bền đúng không ạ? Đời cao đấy, mẫu mã đẹp đấy, nhưng mà để nói về bền thì chắc chắn được rằng là sẽ thua xa dòng xe Atit này rồi. Về tầm đời ấy, so với đời thì rất ít có đối thủ mà vượt qua được cái dòng xe Atit này với cái tầm tiền và tầm phân khúc các bác nhá. Nội thất tiếp tục đây ạ. Đứng từ vị trí này các bác xem phần táp lô nhá. Phần táp lô đây, táp lô thì mình xin xem như này được toàn diện hơn đúng không ạ? Đây, có tỉ tay đồng hoàng hết rồi. Đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe nhá. Đấy, cửa đóng rất là chắc này, rất là nhẹ này. Cửa đóng rất là nhẹ nhàng nhá, rất là êm. Không có tiếng kêu. Đấy, có xinh nhan gương luôn. Bây giờ em quay phần bên ngoài đi. Mời các bác xem phần bên ngoài của chiếc xe nhá. Các bác nếu mình không nghe thấy em nói giá thì các bác hãy nhìn vào tiêu đề cho em, hoặc là nhìn vào phần mô tả cho em để được biết giá các bác nhá. Cái giá bên em ghi lên đấy. Và các bác nếu thiện chí thì bên em vẫn có bớt thêm.
và các bác cứ alo cho bên em để được thương lượng giá, để được chốt giá trước khi vào việc các bác nhá. Đây các bác xem nốt phần bên ngoài cho em này. Đấy, có sinh nhan ở trên gương luôn. Đấy, kính của xe thì được bọc dán rồi và có vè mưa đồng hoàng hết rồi. Đấy, gạt mưa của xe hiện tại hoạt động bình thường và rất là nhẹ các bác nhá. Các bác có xe đổi, có xe bán hay là các bác muốn mua xe thì các bác cứ alo, cứ gọi điện. Nếu đánh xe được đến cửa hàng bên em thì tốt, còn thì mình nếu mà không đi được, không đến được thì bên em sẽ về tận nơi, tận nhà các bác nhá. Mang xe về tận nhà rồi bên em về tận nơi tận nhà các bác để thu mua các bác nhá. Thu mua cho các bác với cái giá tiền làm sao hợp lý nhất thị trường thì thôi. Về làm sao bọn em có ít công, về bán làm sao có được kiếm được vài ba triệu tiền công, thế là được, ok. Còn hơn là không, đúng không ạ? Còn hơn là không có. Các bác hãy nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like, chia sẻ em với nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. À, tiện đây thì em quay gầm luôn. Gầm sàn đẹp, không mục mọt. Đây gầm, đây gầm đẹp đúng không? Đèn trước đèn sau sáng đẹp. Xe với form dáng sedan hai đầu, cốp sau rất là rộng rãi. Đây, em quay gần một chút nữa về cái phần bên ngoài của khu vực bên tài, khu vực bên lái đấy ạ. Các bác mua chiếc xe này về chỉ việc đi thôi, đổ xăng là chạy thôi nhá, không phải làm gì nữa đâu, không phải làm gì nữa. Đây ạ, gầm đây ạ, gầm sáng gầm đẹp và máy cũng vậy. Bây giờ đến phần động cơ khoang máy đây rồi. Các bác lưu ý là bên em đang còn 3 con máy 1.8 và đang một con máy 1.3. Đấy, pom thì giống nhau và có một con đặc biệt hơn nữa. Như em cũng đã vừa quay qua là chiếc xe kia. Đấy, con này máy 2.0 số tự động. Đời 2010, pom 2011, pom mới rồi. Với giá tiền thì cũng đang bán loanh quanh 400 triệu. Còn thì những cái phút cuối cùng thì em sẽ quay phần khoang máy của chiếc xe này các bác xem nhá. Đây. Đây động cơ khoang máy đấy ạ. Đây, cục phanh ABS đây nhá. Máy sáng sạch sẽ. Máy ngon. Nói chung là về máy thì mình yên tâm rồi các bác nhá, mình yên tâm. Vâng thì chiếc xe Atis 2002 bản đủ máy 1.8 này đã giới thiệu cho các bác xem tương đối chi tiết đầy đủ. Các bác quan tâm mình nhấc máy alo sớm để được chốt một cái giá ưu đãi nhất trong những cái thời gian sớm nhất các bác nhá. Theo hai số điện thoại này cho em là 093 8586 307 và 0389 000 555 để được hỗ trợ tư vấn về thủ tục sang tên đổi chủ rồi vận chuyển, đặc biệt về giá cả các bác nhá. Các bác hãy alo để được chốt giá. Ở video này thì em đã quay xong và xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại.